Vào ngày 31 tháng 8, câu lạc bộ Thanh Hóa sẽ bước vào trận tranh siêu cúp quốc gia với Nam Định. Đoàn quân huấn luyện viên Veliza Popov bị đánh giá thấp hơn về lực lượng, bên cạnh đó, họ cũng sẽ có chuyến hành quân tới sân Thiên Trường. Đây được xem là những bất ngờ không hề nhỏ với đội bóng xứ Thanh, song huấn luyện viên Popov vẫn tự tin cùng câu lạc bộ Thanh Hóa có thể làm nên chuyện. Chúng tôi đang thi đấu tốt hơn, những ai theo dõi Thanh Hóa đều có thể thấy rõ sự khác biệt giữa đội bóng hiện tại và trước đây. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn gặp phải khó khăn về lực lượng khi đội hình không quá dày và chưa có sự bổ sung nội binh nào trong mùa giải này, huấn luyện viên Popov cho hay. Trận đấu siêu cúp sắp tới sẽ khó nói trước điều gì. Trên lý thuyết, câu lạc bộ Nam Định là đội bóng rất mạnh, họ cũng có sự tăng cường mạnh mẽ cho mùa giải mới với nhiều người đến cả cầu thủ nội lẫn cầu thủ ngoại. Tuy nhiên, mọi thứ sẽ được quyết định chỉ trong một trận đấu. Câu lạc bộ Nam Định có thể mạnh hơn chúng tôi và được chơi trên sân nhà, nhưng câu lạc bộ Thanh Hóa sẽ cố gắng hết sức để chiến thắng. Nếu chúng tôi có sự chuẩn bị tốt, không trụ cột nào chấn thương thì chuyện gì cũng có thể xảy ra, thuyền trưởng câu lạc bộ Thanh Hóa khẳng định. Và dù phải thi đấu trên sân khách, vị chiến lược gia người Bulgaria vẫn tự tin hướng đến một chiến thắng. Tôi không quá coi trọng về vấn đề phải chơi trên sân khách. Thực tế là trong 2 năm qua, câu lạc bộ Thanh Hóa chơi khá thành công khi phải thi đấu trên sân khách. Chúng tôi đang tự tin để đến sân vận động Thiên Trường, huấn luyện viên Popov chia sẻ. Theo kế hoạch, trận siêu cúp quốc gia sẽ diễn ra vào 18 giờ ngày 31 tháng 8. Câu lạc bộ Thanh Hóa đang là chủ nhân của chiếc cúp này vào năm ngoái. Đặc biệt, trong hành trình bảo vệ chức vô địch cúp quốc gia, đoàn quân dưới quyền huấn luyện viên Popov đã vượt qua chính Nam Định ở bán kết. Trận tranh siêu cúp quốc gia giữa câu lạc bộ Thanh Hóa và Nam Định sẽ diễn ra vào ngày 31 tháng 8 trên sân Thiên Trường. Huấn luyện viên Veliza Popov của Thanh Hóa dù thừa nhận đội bóng của ông bị đánh giá thấp hơn về lực lượng và gặp khó khăn về việc bổ sung nhân sự, nhưng vẫn tự tin vào khả năng giành chiến thắng. Ông Popov khẳng định câu lạc bộ Thanh Hóa sẽ cố gắng hết sức để chiến thắng, bất chấp việc Nam Định là đội bóng mạnh hơn và được chơi trên sân nhà. Thuyền trưởng người Bulgaria cũng cho biết đội bóng của ông đã chơi thành công khi thi đấu trên sân khách trong 2 năm qua và đang tự tin hướng đến một chiến thắng tại Thiên Trường. Trận siêu cúp quốc gia được xem là cuộc đối đầu hấp dẫn bởi Thanh Hóa là đương kim vô địch và đã đánh bại chính Nam Định ở bán kết cúp quốc gia mùa trước.